hết xăng tao không đổ vậy. Thanh niên giấc bộ vì hết xăng, gặp được shipper tặng cả lít làm quà. Mới đây, nick Facebook TR đã chia sẻ video ngắn ghi lại hình ảnh nam thanh niên chạy hớt hải giữa đường phố vì sự cố xe cộ. Chàng trai này cho biết xe mình hết xăng và đã đi bộ một quãng đường dài mà chưa tìm được chỗ để đổ. Hơn nữa, gần đó cũng đang không có bất cứ cây xăng nào. Chắc bộ quãng đường khá dài với chiếc xe máy cồng kềnh nên người thanh niên tỏ ra mệt mỏi. Được biết, anh TR là shipper đang trên đường đi làm. Thấy vậy, anh thương tình và cho nam thanh niên ít xăng. Trước đó, do lo sợ ở Sài Gòn khó mua xăng, nên TR đã mua hẳn một can từ Đồng Tháp rồi bỏ vào ba lô mang lên thành phố. Chính bản thân anh cũng chẳng ngờ được chút xăng nhỏ bé của mình lại có lúc giúp được người khác. Ở thời điểm hiện tại, một ít xăng của TR thật sự rất quý giá. Khi được cho xăng, chàng trai tỏ ra e dè, anh thật thà tới nỗi không dám đổ nhiều. Anh nhìn kỹ chai xăng có phần lưỡng lự, đổ một ít vào xe rồi dừng lại. Thấy vậy, chàng trai shipper bảo anh nên đổ nhiều vào, đủ để chạy xe về nhà. Nếu tiếp tục hết xăng giữa đường thì sẽ rất mệt, không phải lúc nào cũng gặp may được người khác giúp. Nghe nói vậy, chàng trai lại tiếp tục đổ vào một ít, rồi còn trừ phần để giúp người khác phòng khi cần. Hành động của chàng shipper trên đã nhận về nhiều lời khen bởi nó tuy nhỏ nhưng cực kỳ ý nghĩa. Trong cuộc sống luôn có những người tốt bụng như vậy, sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân để hỗ trợ người khác. Dù xăng giá trị không lớn, nhưng nó là hành động từ sự chân thành nên rất đáng trân quý. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.